Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay HNT xin được phép review cho các bạn xem về một cái nhân vật. Đây, nhân vật Kamas các bạn ơi. Một thành viên rất là mạnh thuộc hệ điện nha. Em này thì hiện tại đang được bán luôn. Anh em nào thích thì có thể bế cái thành viên này về nha mọi người. Con này là con thứ 3, con thứ 4 và con thứ 5 sẽ được tặng miễn phí sau khi mà anh em chúng ta bế được cái con cuối cùng nha mọi người. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đến với thành viên này. Hôm nay mình rất là nóng lòng muốn review cho cả nhà xem ha. Và các bạn ơi, HNT có phân tích về cái thành viên này ở trên cái trang của mình nha. Đó chính là trang hntchannel.com. Hay, mời các bạn cùng nhau đến với anh em có thể đến với cái chỗ đó là đây. Chúng ta có thể đến với chỗ Dragon New. Đây, anh em mà đến với cái mục của Dragon Cost luôn ha. Đó, Dragon hay là đây, anh em chúng ta gọi chữ Kamas. Rồi, ra chưa? Đi tìm. Ôi, con này nó tên gì vậy nhỉ? Nó tên gì mà sao anh em mình kiếm không thấy vậy nhỉ? K-A-R. Thiếu chữ R các bạn ơi. Rồi, K-A-R. Đó, K-A-R mà mới chịu. Rồi, thành viên này đây. Con này là con thứ tư nha. HNT có phân tích được 1, 2, 3 3 thành viên rồi nha mọi người. Mấy con mới ra là HNT bế hết. Chỗ này thì chúng ta sẽ xem nhẹ. Đó, phân tích rất là chi tiết nha. Rồi, con này là thế hệ đây, thuộc thể loại thứ 10. Chúng ta sẽ có nhân sát thương ha mọi người. Đài 7 chiêu nha. Ngon lành. Và anh em mình bị ăn hiếp thì chúng ta sẽ bị ăn hiếp bởi hai cái hệ là hệ đất với hệ mặt trời. Rồi, ở dưới đây thì các bạn có thể sau khi mà luyện chiêu xong á thì các bạn sẽ thấy cái sức mạnh của con này nó tăng khá là đáng kể luôn nha. Anh em cứ việc vào đây xem tham khảo nha mọi người. Rồi, HNT sẽ cập nhật tất cả những cái con rồng mới cũng như là những cái advent mới của Dragon City. Chỗ này thì đây đang có hai sự kiện diễn ra nha, là sự kiện Kitsi Base với Lost island. Và ở đây thì các bạn chú ý nha, anh em mình đây. Sự kiện thì để xíu nữa anh em mình chơi sau ha. Bây giờ anh em mình review nhẹ về cái thành viên này trước cái đã. Let's go. Wow, hết sảy nha. Mời các bạn ấn quét về sân khấu. Thôi ơi, con này là hơi bị mê luôn. Nên chúng ta sẽ thử xài cái tiền yêu đất xem. Ồ, liên quan đấm các bạn ơi. Nhưng mà con này nó múa hơi nhanh nha anh em. Mình slow motion lại cái đã. Dạ cha. Hồi ôi, hiệu ứng cực đẹp luôn mọi người ơi. Nhìn thôi là mê rồi. Ở bay màu luôn rồi. Và bây giờ anh em mình nhờ đến sự xuất hiện của thành viên. Lần này chắc có lẽ là mình sẽ mang Titan đi. Đây, bé yêu Titan hệ lửa. Tới công chuyện liền. Rồi, thành viên này là Coco. Ở đây chúng ta sẽ khều nhẹ cái nhân vật heroic của tên bạn. Wow, con này thì nó hơi khỏe ha. Ở đây thì chúng ta sẽ xúc luôn đi. Rồi, thành viên cuối cùng của tên bạn Lasky. Con này thuộc dòng heroic. Đó, tầm này thì nên chúng ta sẽ mang cái thành viên đây, Titan Macaron. Con này thuộc dòng hệ lửa nha mọi người. Wow, ở đây chúng ta lên được một cái tầm cao mới luôn. Chữ B ha. Còn cái sự kiện này thì các bạn chú ý nè. Ui chà, ngon lành. Best Dragon. Ui, em này nhìn hấp dẫn nha mọi người. Ôi, nhìn thôi là thấy mê rồi. Và đây, HNT có hướng dẫn các bạn cách chơi sự kiện luôn nha mọi người. Các bạn có thể đến với cái trang của mình. Rồi, chỗ này thì các bạn sẽ bấm vào đây, Lost Island nha. Rồi, anh em kéo nhẹ xuống. HNT có phân tích cho các bạn nè. Những cái bé này anh em chỉ cần bấm trực tiếp vào là các bạn sẽ thấy được những cái bài viết rồi HNT phân tích rất là chi tiết về sức mạnh cũng như là những cái chiêu mà chúng ta được nhân 2 sát thương ha. Còn cái chỗ này anh em xem nha, cộng 25 và cộng 15. Đây, những cái cách làm nhiệm vụ chúng ta có thể kiếm được 25 điểm cộng nha. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là rồng hệ nước với hệ ánh sáng. Hai con này cho yêu nhau nha mọi người. Đây, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với đó là rồi. Đây, 25. Đây, hệ nước với ánh sáng nè các bạn, 25 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm hai con rồng đó cho nó yêu nhau là được rồi. Nước với ánh sáng. Wow, chỗ ấp trứng anh em mình bị full rồi đây. Chúng ta sẽ dọn dẹp cái chỗ này cái đã. Rồi, một hit. Con hệ nước với ánh sáng. Ánh sáng. sáng đây. Và tiếp theo là một bé hệ nước ha. Đó, HNT có hướng dẫn rất là chi tiết trên cái trang web của mình luôn, để cho mọi người dễ tiện theo dõi ấy. Ui đây, ánh sáng với một cái bé nữa, hệ nước ha. Hệ nước đâu rồi? Wow. Thôi đây rồi. Đó, các bạn chỉ còn cho hai con này yêu nhau nha mọi người. Đây. Đây, hệ nước với ánh sáng. Tiếp theo thì cái này chúng 3 lần rồi các bạn, sau đó chúng ta sẽ thả ba cái quả trứng này, ba cái quả trứng mà cái con hệ nước với ánh sáng này ra là sẽ ok ha. Let's go. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái chỗ này thu hoạch nhẹ cái đã. Đó, còn cái này là hệ điện, các bạn chỉ cần lấy con hệ điện yêu nhau là cộng được 15 điểm nè. Một cái việc rất là đơn giản nha cả nhà. Hệ điện này, một con giống hệ điện lai với con gì cũng được nha mọi người. Là sẽ ra, mà các bạn nhớ like là con rồng nó chỉ có một hệ thôi nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ cộng 8 điểm. 8 điểm thì chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn. Wow, thức ăn ở đây thì hơi căng nha. Xong rồi nè. Rồi khu vực list thì cần phải win một trận. Các bạn chú ý nha, đây anh em mình nên chuyển qua mua đó là 10.000 nha mọi người. 1 triệu vàng thì chúng ta sẽ được tầm khoảng 10.000 thức ăn. Để như vậy thì để anh em chúng ta làm nhiệm vụ ấy. Rồi 1 triệu vàng được 10.000 thức ăn nha. Đây, anh em mình gọi là tranh thủ đó, để sạch sẽ luôn. Rồi và bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì nên nhớ bấm nhẹ vô cái nút subscribe nha mọi người. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên ha, để chúng ta ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi còn bạn nào mà xem trên điện thoại thì anh em dành vài giây cứ nhẹ cái video một chút xíu ha. Các bạn sẽ thấy cái khung nè, đó, cái nút đăng ký nó sẽ nằm bên góc tay phải nha mọi người, cái nút đỏ đỏ ấy. Đó, anh em nhớ bấm vào đó để ủng hộ, với lại anh ta ra video thì mọi người mới nhận được ấy. Ui cha cha. Rồi sau khi mà thu hoạch xong rồi thì bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với một cái khu vực. Ui mình đã thu hoạch hết chưa nhỉ? Rồi tạm thời là đây còn một cái, mình nhớ như là còn một cái nữa thì vậy. Rồi đây rồi vậy là đã đủ nha. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái chỗ này, khu vực list cần phải win một trận các bạn. Rồi tới công chuyện luôn, khu vực list chỗ này ha, vô keo. Ở đây anh em mình còn quất được 2 hiệp luôn ấy. Wow, mời thành viên gọi là rồng Kamas thể hiện cho cả nhà xem nè. Đây sẽ lâu mô thành nha mọi người. Wow, hiệu ứng rất đẹp luôn cả nhà ơi. Liên quan đóng. Mình đang đến với bé nhện lửa. Đó, không biết các bạn thấy sao chứ nhìn con này quýnh rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Mà tốc độ này mình để cho nó nhanh tí ha, sau khi mà cái thành viên kia đã bị ra đi rồi. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại đến với nhân vật gọi là Macaron Titan. Wow, victory nha. Rồi sau khi xong rồi thì anh em chúng ta sẽ ra nhận thưởng một trận trong khu vực arena và anh em chúng ta cần phải win. Đây tới công chuyện luôn. 50. Ôi để kiếm có con rồng nào phải khỏe hơn nữa không? Không các bạn ơi, anh em mình đây sẽ có Titan. Rồi cố lên. 50, 40, 45. ca này thì nên chúng ta có thể mở thêm cái khiên đi để tăng khả năng win của tem. Rồi tới công chuyện luôn, vô keo để xem coi tem mình với tem bạn ai sẽ lợi hại hơn nha. Rồi mới vô là mình bị mất hết một khúc máu rồi đấy. Wow. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ nhờ đến Titan đi nha mọi người. Đây anh em mình mang cái con Titan này ra quậy đi. Đó, nhân vật Coco. Rồi ca này thì cũng hơi căng ha. Wow. À đây rồi, mình sẽ nhờ đến thành viên đó chính là Kitsun. Đó, cho tem bạn thấy anh em mình gọi là thể hiện nè. Lắm. Wow, cố lên anh em ơi. Chỗ này thì chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến nhân vật Titan băng đi ha. Vô kèo liền. Đó, cho lượng đam cực gắt luôn. Victory liền. Rồi, ổn ha mọi người. 45, 40, 40 luôn. Wow, cái này cũng ghê dữ nè. Đây rồi. Rồi, lần này anh em mình sẽ đến với nhân vật Ngu Ma Vương nha. Wow. Ôi, con này nó khỏe thế, con này là Shin Full nha mọi người. Rồi, bây giờ sẽ đến với nhân vật chính là Titan Băng. Đây, 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 sức sát thương gấp đôi luôn. 63. Ôi, không nghĩ là cái bé Titan băng của anh em mình lại lợi hại đến vậy luôn cả nhà ơi. Wow, nó gọi là nó dậm tan nát tem bạn luôn. Đó, quất gọi là tem bạn lên bờ xuống ruộng luôn ấy. Victory cả nhà ơi. Yeah, được 90 điểm luôn. Rồi, sau khi mà hoàn thành xong rồi thì anh em chúng ta sẽ ra trả nhiệm vụ cái nè. Đó, thu hoạch 10.000 nữa. 10.000 nữa các bạn. 10.000 vậy đây. Ôi, 5 viên game. Chơi luôn. Hiện tại mình còn được 62. Đó, chơi khô máu luôn cả nhà ơi. Rồi, sau khi mà thu hoạch xong thì chúng ta... Ui, 2 trận trong khu vực glitch. Phải chứ lúc nãy mình chừa là được rồi. Bây giờ mình còn có 1 trận trong đó hả. Rồi, anh em mình lại đến với nhân vật Kamas. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem thử sức mạnh của cái bé yêu này có như thế nào. Đó, tem bạn coi coi tem bạn quất mình mà. Đây, anh em mình tăng được gấp đôi lượng sát thương là không được rồi. Thêm một cái nữa coi. Wow. Rồi, kêu nhẹ. Wow. Anh em mình vẫn không được xài chiêu đao. Cái thưa anh em mình vẫn không được tăng các bạn ơi. Cái con này dễ sợ thiệt chứ. Rồi và bây giờ thì anh em chúng ta đến với nhân vật Châu Mũi Khoan nè. Đó. Một hiệp ha. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ đến với khu vực khu vực web. Khu vực này thì chúng ta sẽ đến với đây rồi. Rồi cho bé Karma ra thể hiện đủ các kiểu luôn nha. Lượng máu của chú ấy hiện tại lên tới 157.000. Sau khi mà anh em chúng ta tăng thêm phần trăm ấy các bạn. Wow. Chà chà ngon lành. Rồi vị trí này thì vẫn để cho bé yêu này thể hiện nữa ha. Wow. Rồi energy. Ôi chà. Con này nhìn cái dòng xung quanh ở dưới chân rất là hấp dẫn luôn đó các bạn. đến với cái này chúng ta đi đâu kìa, cái này chúng ta có thể đến với những bạn này, các bạn HT qua page HT chúng ta nói Facebook luôn hả ta. Rồi chỗ này thì không có mang được con Kamasa để thể hiện cho các nhà xem. Wow, và các bạn ơi hiện tại thì đang có hai cái sự kiện nha, đang có hai cái sự kiện diễn ra và HT đã cập nhật hết rồi. Những cái sự kiện này cho mọi người ha. Các bạn có thể đến với cái trang HNT Channel.com, link mình để bên dưới phần mô tả của video, hay là các bạn có thể lên Google các bạn gọi là HNT Channel. Đó thì các bạn sẽ thấy cái trang web HNT Channel.com của mình nó sẽ nằm ở vị trí đầu tiên ha. Hay là những vị trí số 2, số 3 vậy đó. Những cái quảng cáo nó nằm ở phía trên. Nhiều khi mình nằm ở dưới xíu tôi vậy nên kéo xuống coi. Và các bạn ơi, cập nhật hết những cái sự kiện rồi và các bạn vào trang thì nhớ bình chọn nhẹ cái game các bạn thích nha, một phiếu một cái. Rồi còn bây giờ thì ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha, anh em thích xem tập nào thì xem một tập ủng hộ mình với. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.